chàng trai đó chưa từng yêu ngất ngây. Một chút nhớ thương chưa đắm say con tim này. Tự nhiên trôi qua đi nhanh thật nhanh vậy, trôi qua đi thật nhanh mới hiểu rằng. Okay. Yeah yeah. Cuộc đời anh ta chỉ từng chim với chim. Vậy nên đến nay chẳng có ai bên mình. Vẫn bao ngày mong chờ mà trái đồ vẫn cứ bơ vơ. Dậy đi anh, tới giờ đi làm rồi kìa. Em biết á, là tối qua hai đứa mình đã nhưng mà anh không có cần phải cuồng em như vậy đâu anh Đông. Không phải mình tôi mà là hai mình. Tâm, chú tưởng ai? Tưởng Đồng hả? Hả? Đi chơi mới hả? Mơ đi cưng. Ôi, trời, hai người làm gì tôi vậy? Vậy là bữa nay chị đăng ký gói tập nâng cao luôn đúng không? Đúng rồi, hôm nay Kai giúp mình nha. Nhưng mà cái này nó nhiều bài lắm đó. Bây giờ là em sẽ chỉ cho chị từ bước căn bản. Đầu tiên là em sẽ set up cái ghế trước ha. Cảm ơn em. À, rồi chị để em lựa mức tạ phù hợp lên chị nha. Chờ em xíu. À, cái này hơi nặng. Chị, em đi lấy khăn cho chị nha, chị chờ em xíu nha. Ok. Trời ơi, mấy mẹ thấy ghê quá à. Làm xíu cà lộn hết trơn. Có gì vậy? Lỗi gì vậy? Ê, trời ơi, cái gì đó, cô hồn cái lẽ. Chị bà Tâm. Ai cô hồn ở đây hả? Mà kêu Lễ Tân kêu ta lên đây làm gì? Quên rồi. Vô gì? Ra cho tao lao. Ừ, trời. Xạo mày. Ý. Hồi nãy giờ nha. Hầu ô. Ê, giữ nguyên cái thế đó đẹp á. Nè, trời, cái này mà sếp mà thấy ha. Trời ơi, sếp đuổi việc nha. Trời ơi, trong giờ họ giờ đang giờ làm mà nói chuyện với nhau rồi. Bà Tâm, mày đứng vô bà Tâm. Body chuẩn này chắc là dân chuyên nghiệp rồi. Mấy đứa thấy
anh. Ủa anh mới tới trung tâm tụi em tập hả anh? Trời ơi, em nói ở đây là thiết bị hiện đại nhất Sài Gòn của mình luôn, không có ở chỗ đâu mà. Anh mới tới đây hả anh? Em là PT ở chỗ này á, có gì anh hỏi em á, em biết em gần lắm á. Ủa Kai, hồi nãy á Kai nói là xíu nữa Kai đi công chuyện mà, mấy cái vụ này để Nhi làm đâu, cho. Đâu có, đâu có. Có. Đâu có. Hồi nãy không có gì đó, tôi vậy mà. Mày nói bịa gì? Ê! Thôi, sếp Đông, chúng ta đi tham quan trung tâm tiếp thôi. Sếp. Chưa chính thức, nhưng mà giới thiệu với mọi người, đây là anh Đông, manager mới của trung tâm chúng ta. Sếp mới của mình á, đẹp trai mà lựa lùng quá à. Bà là quê bà ơi. Bây giờ người ta phải lạnh lùng chút xíu thì mới gọi là hấp dẫn chứ. Ừ. Ê, bà Tâm. Gì? Mà không biết sếp mình là thích bánh bèo hay bánh chuối bà? Bánh bèo, bánh chuối gì đây? Nhìn kìa, con ông vô dem kia kìa. Đây á, là chỗ tập boxing. Còn ở trong đây á, là phòng tập yoga. Nói chung á, là toàn bộ á, máy móc ở đây á, là đạt chuẩn quốc tế đó. Nhưng mà nếu mà tối nay á, anh tiện á, 8 giờ anh ở lại đi. Em sẵn sàng ở lại kiểm tra ngoài giờ với sếp luôn. Cô thì tiện, nhưng tôi thì không. Nhưng mà sếp em... Mọi người, ngày mai chúng ta sẽ có một buổi party. Tôi hy vọng là mọi người chuẩn bị cho mình một bộ đồ thật đẹp để cùng tới dự tiệc. Em chắc chắn với sếp một điều á, là cái ngày hôm đó em sẽ đẹp nhất luôn á sếp. Tối nay 8 giờ sếp có tiện không? Em ở lại em kiểm tra ngoài giờ với sếp. Cảm ơn, có tiện với tôi không tiện. Lạnh không? Không. Nè, mấy người lo làm việc đi, bớt nhiều chuyện lại. Mấy người chóng mắt lên coi đi. Tôi á, không tin là tôi không quyến rũ được sếp, biết chưa? Thắng gì nè. Gì? Có sếp mới á, mình mới có một cái bữa tiệc hoành tráng nè. Đúng không? Trời ơi, ta nói kỳ quan thiên nhiên. Nó hoành tráng lắm đã. Vậy? Mê trai. Mê trai đâu rồi. Người ta feel được biết đang nhìn hai bánh bèo kìa. Không nhỉ? Hả? Trời ơi chị. Nó tính đầu động cả trung tâm mình hay sao vậy? Trời, trời đó. Đi kêu công an cộng đầu nó liền. Vậy? Anh Đông ơi. Ok, tôi biết rồi. Có gì ngày mai nói chuyện. Anh Đông. Ủa gì? Em tới đây khi nào vậy? Em á hả? Em tới nãy giờ rồi á. Em kêu anh quá chờ nấu nghe đâu, anh để ý điện thoại anh không à. Em ghét rồi. Xin lỗi. Cái gì? Tôi không biết hả? Tại biến gì mà. Anh uống với em một ngụm mà không được hả? Thì sếp uống với nhân viên thôi mà có gì đâu. Uống đi mà. Uống nha. Uống đi. Cái gì vậy sếp? Trời ơi, đàn ông con trai gì mà đi quẩy uống cocktail. Sao đáng mặt đàn ông được? Mình phải uống rượu mạnh chứ. Mà đam tâm dân rượu. Không đĩa bà nội. Rồi sếp, bây giờ sếp uống với lại tụi em ly nha. Rượu mạnh uống nó mới đáng mặt đàn ông, đáng mặt những dân đi quẩy như chúng ta chứ. Nè vậy tôi không uống được rượu mạnh nghe. Trời, cái gì vậy trời,
dân đi quẩy chuyên nghiệp như vậy mà không biết uống rượu. Thôi ngại ngùng cái gì, hãy cạn chén rượu này với ta. Dạ em mời sếp. Em không uống rượu. Dạ. Thì em gái uống đi nè. Lại đây. Uống đi. Thôi mọi người cứ vui vẻ đi ha. Tôi có chuyện phải đi trước. Dạ. Uống với người ta một ly coi. Không coi trọng người ta phải không? Uống đi nè. Vô. Cái này vui muốn chết, vô đi. Vô. Madam Tâm dâng rượu tiếp cho em gái đi Madam Tâm. Uống đi. Vô. Rồi rồi, một ly nữa thôi, một ly nữa thôi nha. Hen. Giỏi nè, giỏi nè. Cạn hết cái ly rượu này nè. Đó, 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 sắp hết rồi. Giỏi quá, trời ơi, hay quá. Ô, hay quá, hay quá, hay quá. Nữa không, nữa không. Gì? Em nói với anh là em thích anh đó. Nhưng mà em muốn uống nhanh một ly á. Vô, vô. Rồi, 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 vô, 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 vô. Vô, vô, vô. Đó, 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 đó. Trời ơi, cản tâm, cản, 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 cản nè. Nam ơi. Em chưa có xỉn mà. Sao em muốn nữa đó? Trời ơi, làm cái gì anh không? Em thích anh lắm đâu. Dạ. Ừ. Từ, trống. Ôi trời ơi, khoan, để cái điện thoại xuống đây. Trời ơi, lấy từ từ. Ây da, trời ơi. Hủi bánh mèo này sao mà nó nặng dữ rồi trời. Ôi trời ơi. Hai đứa đó đây, chị lấy nước cho. Đâu hả? Bà tính bỏ con giữa chợ chứ. Cái âm mưu này là tôi với bà tính đó nha. Trời ơi, chị lấy nước cho nó uống. Thiệt không? Thiệt, tao có bỏ mày đâu. Đội tin tưởng bà đó. Đi Jenny. Uống đồ nhiều vô. Anh Đông. Anh Đông. Anh đồng ý làm bạn trai của em rồi. Hả? Có cơ hội nào? Em biết rồi, cái mặt anh. Anh đâu rồi? Anh đâu rồi? Anh đâu rồi? Anh đứng lại đi em. Nói gì thôi? Nói gì đó, nói gì đó, nói gì đó. Anh đâu? Em bắt một ông rồi. Bây giờ em sẽ cho anh biết tên rồi. Chàng trai đốt chưa từng yêu ngất ngây, một chút nhớ thương chưa đắm say con tim này. Từ ngày trôi qua nhanh anh thật nhanh ghê, trôi qua đi thật nhanh mới hiểu rằng cuộc đời anh ta chỉ từng chim với chim, vậy nên đến nay chẳng có ai bên mình, vẫn bao ngày mong chờ.
chơi đồ ăn cứ bơ vơ. Một người vẫn thế sao tim lại đập nhanh vậy? Một làn tóc xóa ngàn vai còn nhà ai đây? Cho nên trái tim âm thầm biết yêu rồi đây, yêu rồi đây. Kìa người con gái, ôi sao nhìn dễ thương vậy?